Chiều ngày 12 tháng 12 tại trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, nghe báo cáo về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác đã được các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Truyền hình Nhân dân xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung 36 văn bản thỏa thuận này. các văn bản thỏa thuận hợp tác bao gồm 1. Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2024-2028. 2. Bản ghi nhớ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc dịch và xuất bản các tác phẩm kinh điển. 3. Kế hoạch triển khai bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2023-2027. 4. Thỏa thuận về làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong thời kỳ mới giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 5. Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 6. Hiệp định về phòng chống tội phạm giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 7. Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc về tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. 8. Kế hoạch hợp tác cùng nhau thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 9. Hiệp định giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng, khu vực biên giới Bát Sát, Lào Cai, Việt Nam và Bá Sái, Vân Nam, Trung Quốc. 10. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh cho nhân viên, phương tiện giao thông vận tải, thiết bị công và vật liệu xây dựng qua cửa khẩu Lào Cai, Hà Khẩu để cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng biên giới Bát Sát, Việt Nam và Bá Sái, Trung Quốc. 11. Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc tế quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tăng cường hợp tác phát triển và thúc đẩy thực hiện sáng kiến phát triển toàn cầu MOU. 12. Thỏa thuận hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 13. Thỏa thuận thiết lập đường dây nóng thông tin về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển. 14. Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực phát triển xanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 15. Thỏa thuận triển khai giao lưu hữu nghị Đảng bộ địa phương giữa Thành ủy Hải Phòng, Đảng Cộng sản Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc. 16. Kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2026 triển khai bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về tăng cường hợp tác kinh tế thương mại. 17. Kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2026 giữa tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Đảng Cộng sản Việt Nam và khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc về làm phong phú hơn nữa nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc. 18. Kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2026. Triển khai bản ghi nhớ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. 19. Bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông Vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác đường sắt Việt Nam Trung Quốc. 20. Bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông Vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc tế nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác viện trợ phát triển đường sắt qua biên giới Việt Nam Trung Quốc. 21. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Bộ Thương mại Trung Quốc về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực kinh tế số. 22. Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. 23. Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực truyền thông số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Tổng cục Phát thanh Truyền hình Nhà nước Trung Quốc. 24. Biên bản ghi nhớ về trao đổi hợp tác truyền thông giữa Bộ Thông tin và Truyền thông nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng báo chí Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 25. Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác kinh tế số và dữ liệu số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Quản lý Dữ liệu Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 26. Chương trình hợp tác năm 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 27. Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 28. Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc tế quốc gia Trung Quốc về việc tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực 29. Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc. 30. Bản ghi nhớ các yêu cầu đối với việc xây dựng vùng sạch bệnh lở mồm long móng, sử dụng vaccine. 31. Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dưa hấu xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. 32. Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài nguyên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về trao đổi số liệu thủy văn mùa lũ. 33 bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về phát triển xanh, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. 34. Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Bản quyền Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 35. Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam VOV và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CMG. 36 bản ghi nhớ hợp tác giữa đài truyền hình việt nam và đài truyền hình trung ương trung quốc cmg